Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết đã có kết quả xác minh người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ từng làm công tác địa chính tại tỉnh Phú Yên. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo cho rằng Người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đào đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Điều này đã gây bất ngờ cho người dân tỉnh Phú Yên bởi chưa từng nghe người nào có tên Lê Anh Tú từng làm công tác địa chính của tỉnh. Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, qua xác minh cho thấy từ trước đến nay chưa có cán bộ địa chính nào từ xã đến huyện đến tỉnh có tên Lê Anh Tú quê Hà Tĩnh. Tuy nhiên, qua mở rộng xác minh cho thấy trước đây có một người tên Lê Anh Tú quê Hà Tĩnh làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân có trụ sở tại tỉnh Phú Yên. Thời gian người này làm việc, công ty tư nhân này đang thực hiện một dự án tại tỉnh Đắk Lắk nên người này chủ yếu làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, thỉnh thoảng mới về trụ sở công ty tại tỉnh Phú Yên. Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về một người được gọi là sư thích minh tuệ trang phục mang hình thức như tu sĩ phật giáo đi bộ từ nam ra bắc thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội ban tôn giáo chính phủ cũng đã có văn bản gửi các ban phòng tôn giáo sở nội vụ các tỉnh thành về trường hợp sư thích minh tuệ theo đó ban tôn giáo chính phủ đề nghị các ban phòng tôn giáo tham mưu sở nội vụ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Mới đây, trên hành trình từ Bắc trở vào Nam, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, dừng chân nghỉ ngơi tại bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện, trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành, khi nói chuyện ông Tú luôn xưng là con. Ông Tú cho biết, quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Ông Tú cho hay mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hạnh những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tập học tu hạnh đậu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hành đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn ở mặc, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông tú chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật chỉ dạy cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Qua các con sông suối ông dừng lại tắm rửa, buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang. Trong quá trình ông Tú đi bộ, nhiều người mang áo giống như nhà sư đi theo. Ông Tú cho biết họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản về việc này ông Tú chia sẻ, cũng có thể là do nhân duyên Phật pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy, chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu, chứ còn không liên quan tới họ. Còn con không liên quan đến tổ chức gì cả. Nói về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh quay phim, ông Tú cho hay, ông không cấm cản ai cả nếu họ muốn đi theo. Những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh quay phim, ông Tú cho hay, nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng giữ yên lặng trật tự thì tốt, còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình phát trực tiếp là ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, bản thân luôn tâm niệm, làm theo lời phật dạy để đền ơn cầu nguyện cho người thân gia đình được may mắn bình an không có tài sản vật chất nhưng ông cho người thân niềm tin và không bao giờ làm khổ họ ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức phật giáo phản hồi việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định ông tú không phải là tu sĩ phật giáo ông tú nói không liên quan đến văn bản trên từ lâu nay, ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy và đầu trần, chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, Thích Minh Tuệ được các youtuber, tiktoker, facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng. Thích Minh Tuệ được gọi là thầy, là nhà sư trên mạng xã hội. Trong văn bản thông báo mới nhất, Thượng tọa Thích Đức Thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định sư thích minh tuệ không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam người này cũng không tự nhận mình là thầy nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của đức phật thực ra thích minh tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà khổ hạnh rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy mặc áo vá khất thực ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Thiêu vắng các youtuber, tiktoker, facebooker nên các chuyến chân trần xuyên Việt của ông trước đây không gây ra sự ồn ào nào. Lần này, chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp, nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi con không mời cũng không xua đuổi ai cả để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó một số youtuber tiktoker facebooker đã làm quá lên với thích minh tuệ kích động tình hiếu kỳ của mọi người nhất là giới trẻ hùa theo đám đông chạy theo trào lưu nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài sô đẩy tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh quay phim cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính thích minh tuệ không bỏ lỡ cơ hội nhiều thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng thích minh tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhằm tới là chia rẽ các tôn giáo với đảng nhà nước chúng gieo rắc thổi phồng mâu thuẫn tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại việt nam không thể song hành đánh trao khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo không chịu bất cứ sự ràng buộc chế tài xử phạt nào bịa đặt rằng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo, nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta. Mục đích thứ ba là cổ suý, anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội, thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng Ông này gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa. Theo tiến sĩ Hoàng Văn Trung, trưởng phòng nghiên cứu lý luận và chính sách tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, cũng lo ngại nhiều người chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc. Tiến sĩ Trung cũng cho rằng bản thân ông Minh Tuệ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình, chưa cần đến mức bên ngoài phải can thiệp sâu như thế. Thậm chí, ông ấy nhân thân thế nào, xuất phát thế nào, đó là câu chuyện riêng tư và không được phép đem những việc đó để tấn công ông ấy với cuộc sống hiện tại. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo